Thưa quý vị, bản tin chi tiết trong phần tin thế giới cho biết đã có nổ bom trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Một vụ nổ lớn đã xảy ra lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 7 trước cửa Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguyên nhân ban đầu được cho là do một người đàn ông mang bom tự chế đến kích nổ khu vực đông nam của cơ sở ngoại giao này. Theo đài Châu Á Tự Do, các nhân chứng ở hiện trường cho biết một người đàn ông đã tính ném thuốc nổ tự chế vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở quận Triều Dương, Bắc Kinh vào lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Số thuốc này đã phát nổ xung quanh nghi phạm và làm hư hỏng xe cảnh sát. Song các nhân viên làm việc trong cơ sở này đã không bị thương vong. Trên mạng xã hội Weibo, cảnh sát Bắc Kinh xác nhận nghi phạm của vụ nổ bom là một người đàn ông 26 tuổi mang họ Chiang, là người Nội Mông và sự việc xảy ra ở khu vực ngã tư giao giữa đường Tianjilu và Anjialu. Theo đó, thì Chiang đã mang theo thiết bị nổ trông giống pháo đến trước Đại sứ quán Hoa Kỳ.